Vâng, xin chào tất cả các anh em. Mà trước khi mà đến với một đoạn karaoke như mọi lần các video trước thì em sẽ hát trước. Nhưng ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu trước về cái bộ dàn trước khi là em sẽ hát karaoke. Bởi vì nhiều bác thì xem video thì không có xem lần lượt. Đấy, không nghe giới thiệu. Chỉ có xem cái đoạn karaoke sau đó là có khi chưa hết cái tour đi. Bây giờ thì em giới thiệu trước khi em hát. À, đây là một cấu hình mà em giới thiệu đến các bác rất là nhiều rồi. Đấy, và làm cho rất nhiều anh em những cái cấu hình này rồi. Đây là một trong cấu hình mà có thể nói là bài đẹp, hát hay. Đấy. À, cấu hình thì em giới thiệu qua vì rất nhiều bác chưa biết. Có những bác mà xem mà bác không xem. À, đầu tiên thì vẫn là quả súp Putin Mark 40, súp điện. Đấy. À, tiếp theo là con đẩy chính hãng của AV. À, con này thì mặt gương. Tiếp theo nữa là con vang S900P. Cũng hàng chính hãng của AV. Combo đồng bộ AV nhé. À, mỗi con súp là khác thôi. À, và tiếp theo là một con quản lý nguồn. Cũng hàng của AV, hoàn toàn xử lý trên điện tử. À, và trên cùng đây thì là cái mic 525 mã thì bác khá là quen thuộc rồi. Kết hợp với một cái đôi loa full bass 30 cũng là của AV, một trong cấu hình loa mà cao cấp nhất của hãng bây giờ. Con này nó đánh nhạc thì chắc chắn là các bác nghe phê tai luôn. Em khẳng định. Riêng về tiếng nhạc là đánh phê tai luôn. Có những đôi loa hãng tầm đâu đó tầm 13 14 triệu. Nhạc con này cũng chết. Con này đánh nhạc phải nói là nghe nó rồi thì sẽ không nghe được những cái loại loa thường thường là không sẽ tầm thường là sẽ không nghe được nữa. Còn những loa cao cấp thì đắt tiền thì mình không so. Đấy. Còn con này thì nó là cực kỳ hay. À, và bây giờ thì sẽ là một đoạn karaoke để cho tất cả các bác mình cùng nghe với gọi nó trên vai em gầy đường xa áo mây đã qua mắt buồn lòng hoa bơm say lối em đi về trời không có mây đường đi suốt mùa nắng lên thẳm đêm gọi nó cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay cho tay em dài gầy thêm nắng mai bước chân em về nào ai có hay gọi em cho nắng trên trên sông dài tôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao đời xin có nhau xa cho mãi sau đang không gọi sâu áo xưa dù nhau xin mặc đồ gọi mãi tên nhau gọi nắng trong tóc em cài loài hoa nắng rơi đã đưa em về miền cao gió bay áo em bây giờ mơ xa neo gọi tên em mãi suốt cơn mê này à, hiện tại thì em đang hát ở cái chế độ mà em thường hay thích hát. Đấy. Còn ngoài ra những cái con vang số như thế này thì nó sẽ có rất nhiều chương trình. Em sẽ cài rất là nhiều chương trình. Có những bác thì sẽ hát ở những chương trình Echo. Có những chương trình Echo Reverb và có những chương trình gì vợt. Còn chương trình em đang hát là một trong chương trình mà nó pha cả echo gì vợt nhưng để cái mức mà áp phích rất là thấp. Đấy. Dành cho những thể loại ca khúc và dành cho những cách cách hát riêng của mỗi người. Ở trong một con vang số thì sẽ có nhiều cái chương trình đúng không nhé, chứ không phải là một cái chương trình mặc định. Ở đây thì như con này thì có thể gọi ba chương trình, gọi nhanh này. Đấy. Còn ngoài ra thì nó là 16 chương trình. Đấy. Nhưng mình có thể gọi nhanh ba chương trình. Và con này thì chỉnh tay. Nhưng mà chỉnh tay con này thì cũng không full chức năng bằng cái con mà
NS. Con này nhưng cũng chỉnh tay rất là cũng tương đương với những dòng X. Đấy các bác nhé, cũng chỉnh tay tương đương với những dòng X. Cũng rất là sâu nhưng mà nó sẽ không phun chức năng. Đấy. Nhưng mà thường thì các bác cũng không cần phải chỉnh phun chức năng đâu, vì các bác về các bác cũng có chỉnh được, các bác chỉ chỉnh được đường nhạc, đường mic là cũng hết cỡ rồi. Đấy. Nên là cũng không chỉnh thêm về cái việc khác nữa. Affect thì hòa thì nó không dễ, nên là Affect thì thợ người ta hòa thôi. Chứ các bác hòa Affect không đơn giản đâu. Cái Affect là cái rất là khó hòa nhá. Đấy. Đây nguyên cấu hình này. Đồng bộ AV và kết hợp với những cái đôi loa mà tốt nhất của hãng AV bây giờ. Đấy. Và cái giá thì hiện tại nó đang là 27 triệu nhá. 27 triệu em bao cước toàn quốc nhá. Đấy. Và sản phẩm thì cam kết với các bác là sản phẩm chính hãng rồi. Đây là em nói thêm để những bác trên Face biết thôi. Còn trên YouTube thì hoặc là trên các kênh khác thì các bác biết hết rồi. Bởi vì em chuyên ghép giảm rồi. Ok. Và tiếp tục thì cấu hình này, bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Nó là một trong cấu hình mà trong tầm giá rất là ok. Và đặc biệt thì đôi loa này thì em khẳng định với các bác là các bác chơi nhạc cực đã luôn. Cực đã luôn, nghe nhạc cực đã luôn. Đấy. Tiếng trung thì nó sáng bát, trung tép nó đánh thì chắc chắn là các bác sướng cái tai. Quả súp này đánh rất là lực nhá, quả súp Putin. Quả súp Putin thì là súp điện, đánh rất là hay. Ok, xin chào tất cả các bác nhé.